Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con Amelie Wood 7001A. Thì con này nó đến 4 sò sắt lớn nha quý vị. Con này thì dòng Nhật xuất Mỹ, điện 120V. Thì con này quý vị có thể phối ghép với những dòng loa Mỹ cổ ha, như AR, những dòng Actet hay là những dòng mà răng 7, những dòng nói chung là những dòng loa cổ của Mỹ thì nó đánh rất là hay. Đấy. Và của Nhật cũng được luôn quý vị. Đánh rất tốt. Vì nghe cối con này cũng rất là hay. Với cái tầm giá chỉ có 3 triệu mấy thôi ha. 3 triệu mấy thôi. Thì thật sự là cái chất âm nó vượt xa tầm giá. Với lại nó là dòng xuất Mỹ thôi. Rất là chất. Thì con này nó có thằng AM, FM, FM 108 như vậy. Mà con này thì nó FM nó không khác ha, AM thôi. AM thôi ha. Thì em cũng xin báo luôn. Rồi. Chung thì do gỗ ngon rất đẹp vì ruột gan nội thất bên trong thì hôm trước em có quay rồi, rất là đẹp ha. Đấy. Điện 120V nha quý vị, made in Sa Pa. Thì con này thì hôm nay có mức giá là 3 triệu 400 ngàn đồng thôi quý vị. Em thanh nhanh luôn ha. Rồi bây giờ em test chất âm cho quý vị và các bạn nghe thử nha. Thì em đang đánh với đôi loa HBM 900 quý vị. Thì thử sức nó đánh cái lò lớn thôi ha. HBM 900 thì bass cũng khá lực. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bass đánh cũng rất sâu á. Rồi thì em được cái làm gốm họ được truyền dạy ngay từ ai em hát hoàn hảo FM này không hát thì giá chỉ 3 triệu tư thôi vì quá mềm quá rẻ rồi không cần phải suy nghĩ như vậy. Đây, có một lúc bên đây thì nó lai của cái nút này, nút biu nưa như vậy ha. Thì do về nó bị mất cái vỏ nút, em gắn nút vào. Rồi thì tất cả bên trong sò này nó còn nguyên hết nha. Thì nội thất em có quay hôm trước rồi, rất là đẹp, 7 màu hết. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.